Xin chào các bạn Tôi là bác Thắng Phong Thủy Hôm nay tôi sẽ giúp cho các bạn biết được trong tháng 8 âm lịch hướng nhà nào và tuổi nào gặp họa trong tháng 8 Tháng 8 âm lịch ấy, theo chu kỳ vận hành của 9 ngôi sao tức là thiên khí đó là tròm sao bắt đầu vận hành bốn phương tám hướng thì sẽ gây nên những xáo trộn của trường khí có nơi tốt có nơi xấu qua đó chúng ta biết trước mà khắc phục thứ nhất trong cái tháng 8 âm lịch sao nhất bạch thủy tinh quản cục nhập trung cung gặp sao tứ lục mộc tinh của năm ở đó tạo thành quẻ thủy phong tỉnh, thủy sinh cho mộc mộc lại khắc thổ bản cung nó lợi cho vấn đề về học, học hành, giao tiếp, thi cử và các vấn đề liên quan đến trao đổi về giấy tờ, liên quan tới các vấn đề về ngoại giao về các cái ký kết và đồng thời nó cũng tốt cho các cái cuộc hẹn hò cho các cái tình yêu. Nhưng qua đó cũng nên thận trọng bởi vì nhất tứ đồng cung lợi về văn xương vị. Tuy nhiên nó con trâu số 4 nó bán cắt bán hung cũng sẽ dẫn tới những cái tình duyên lãng đáng Hò hẹn không được đúng theo cái chuẩn mực của nó mà các bạn cũng phải lên giới tuy nhiên lại dễ rất rất dễ gặp những cái rắc rối liên quan các vấn đề giấy tờ và các cái vấn đề trong xã hội vụ sẽ phát sinh những cái tham ô những cái phạm pháp để chi phí cho những cái vui chơi giải trí tình yêu bồ bịch mà gặp họ chúng ta xét tới hướng tây bắc vừa xong tôi nói ấy, là số 1 nó nhập chung cung đấy là toàn bộ xã hội hoặc là gia đình thì nó sẽ phát sinh ra những cái yếu tố là kim thủy đa tình nó là như vậy sao số 2 là sao bệnh phù đáo tới phương tây bắc gặp sao ngũ hoàng đại sát của năm ở đây là rất xấu người ta có câu năm hai gặp nhau là sát sủ là kiện tụng là bệnh tật ốm đau tai ương mọi việc không được thuận công việc thì bế tắc gặp nhiều rủi ro nam giới bị tù túng dễ nổi cáu vô cớ Lúc đó chúng ta phải xem các cái vấn đề loan đầu nếu như ở phía phía đó, phía tây bắc phía ngoài hoặc trong nhà có những hình sát thì lúc này nó sẽ phát sinh lý khí, kết hợp loan đầu sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Khi các bạn đi về các cái vùng phía tây bắc thì cẩn thận về dễ bị sạt lở, lũ quét, động đất vân vân là bất lợi. Trong cái tháng này nhà hướng hướng tây bắc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người cha nếu như ở gia đình đó lại là người tuổi tuất và tuổi hợi và mệnh sao số 6 thì dễ bị hao tổn về sức khỏe Phải đề phòng mọi sự có thể xảy ra tóm lại phía tây bắc hướng nhà tây bắc và tuổi tuất tuổi hợi nên đề phòng rất xấu mọi việc không hanh thông chúng ta xét hướng tây sao tam bích mộc tinh bay tới phía tây tam bích mộc tinh là đại diện cho sự thị phi là tiểu nhân cũng đại diện cho tay chân. Dễ bị thương tổn. Bệnh gan cũng sẽ rất dễ bị thương tổn. Gặp sao lục bạch kim tinh ở đó là kim khắc mộc thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người tuổi dậu, đồng thời người mệnh sao tam bích mộc tinh hay trưởng nam trong gia đình. Trong các cái cơ quan đoàn thể dễ bị chảm tướng không lợi cho những người cấp trưởng ở các cơ cơ, cơ quan có cống có cửa ở phía tây đây là quẻ lôi thiên đại tráng tức là lôi thiên đại tráng là tiểu nhân tránh xa dễ gặp phải thị phi điều tiếng điều nhân nám hại dễ phát sinh ra những tranh cãi công việc trở ngại sự việc tưởng thành công nhưng cuối cùng thất bại không như ý ban đầu bất lợi cho cha và con trưởng, đặc biệt là những người làm cấp trưởng. Ra ngoài xã hội thì đề phòng bất chắc, họa vô đơn chí, những cái bệnh liên quan đến tay chân, gan, mật và dễ bị ngã, dễ bị thương, dễ bị sập gỗ dễ gặp những cái điều tai ương. Nếu không biết điểm dừng, tất gặp họa sát thân. Tiếp theo chúng ta xét đến hướng đông bắc. Hướng đông bắc là sao tứ lục mục tinh bay tới gặp sao thất xích kim tinh ở đó là kim khắc mộc biến thành quẻ phong trạch trung phu sinh xuất ở đây người nhà dễ bị lũ lẫn nhớ nhớ quên quên dễ bị ma ám dễ có những cái phát ngôn không chuẩn mực dẫn tới những cái hiểu lầm Bất lợi đặc biệt là người già hay bị đầu óc lú lẫn mâu thuẫn chị em Mâu thuẫn bạn hàng Bất lợi cho dâu trưởng Bất lợi Cho gái cả và người mệnh sao Số 4 Cẩn thận lời ăn tiếng nói Dễ Vì lời ăn tiếng nói họa tòng khẩu suất và bệnh tòng khẩu nhật Cho nên Nhà hướng Đông Bắc đặc biệt là những người tuổi xíu Mệnh sao số 8 Và người tuổi dần phải lưu ý những cái bệnh liên quan đồng óc lú lẫn ma ám ho gió lá má rona thần kinh khó thở bệnh đại tràng và dễ bị thương về các vấn đề về kim loại xét tới hướng nam hướng nam sau ngũ hoàng đại sát của tháng 8 bay từ hướng nam là ở đó lại gặp sao số 8 ở đó của năm chung chung là thổ quá vượng thì bất lợi cho trẻ nhỏ đặc biệt là các bệnh liên quan đến ăn uống bệnh ở ở bụng với ngộ độc thức ăn trẻ con thì chán ăn với đầy hơi trong công việc thì vất vả ít thu được kết quả bệnh đau đầu chóng mặt cột sống xương khớp thần kinh tọa đặc biệt rất xấu cho trẻ nhỏ trong công việc cũng vậy nhiều cái tưởng như chừng là thắng nhưng dễ thất bại cho nên cái hướng nhà hướng nam trong cái tháng này cũng đặc biệt lưu ý chúng ta xét tới nhà hướng bắc hướng bắc sau lục bạch kim tinh của tháng đáo tới phía bắc gặp sao cửu từ hỏa tinh vốn có ở đấy tạo thành quả thiên hỏa đồng nhân ở đây là hỏa lọc sắc kim lửa thiêu thiên môn trong gia đình phát sinh những cái mâu thuẫn dễ có cái tranh cái bất đồng bất lợi người già đặc biệt là cha và con trai trưởng người tuổi Tý và người bệnh sau nhất bạch thủy tinh phải đề phòng trong tháng này nên chín mỏ là mười đừng để chuyện bé xé thành chuyện to nếu không biết điềm dừng thì gặp họa sát thân những cái bệnh liên quan đến thần kinh huyết áp đau đầu lao phổi và xương khớp công việc không nên độc đoán mà nên có những cái hòa giải nên có những cái dĩ hỏa vi quý cẩn thận với đồng nghiệp và các bạn hàng dễ phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc chúng ta sẽ tới nhà hướng tây nam tây nam trong tháng này sau thất xích kim tinh đáo tới gặp sang nhất bạch thủy tinh ở đó biến thành quẻ thủy tạch khốn nghe cái tên quẻ là thủy tạch khốn này này dễ bị xa vào tệ nạn dễ bị tai tiếng bị thua thiệt thu chi không cân đối trong tháng này là đa tiền vì tiền mà gặp họa cẩn thận các mối kết giao với người khác giới bởi vì sao ở đây nó là, là nhất thất đồng cung là kim thủy đa tình tham hoa luyến tiểu đặc biệt là dễ những cái người người trẻ tuổi mà có thai thì dễ bị đọa thai, dễ bị thai lưu, thai sản mà bất lợi. Đồng thời trong các cái buổi giao tiêu là tránh có những cái vấn đề quá đa mà phát sinh ra những cái hiểu lầm vì à, một phút bốc đồng vì một phút à, vui vẻ mà để lại những hậu quả bất lợi cho gia đình. Các cái bệnh liên quan đến bệnh sỏi mật, bàng quang, bệnh phụ nữ, bệnh thai sản răng trai thứ hai dễ mắc vào cạm bẫy của tình cảm cho nên cũng phải cẩn thận đối với những cái trẻ nhỏ đồng thời nó lại là rơi vào cung hôn nhân chính vì vậy vợ chồng hoặc con cái tránh những cái cuộc gặp gỡ vui chơi giải trí liên quan đến ăn uống từ những cái đó dễ bị là mắc bẫy dễ xa đà dễ ra những cái điều mà ngoài ý muốn liên quan đến vấn đề tình cảm chúng ta xét đến ở đây là người tuổi mùi người tuổi thân và mệnh sao số 2 đặc biệt lưu ý thêm chúng ta xét tới nhà hướng đông hướng đông <laughs> có con sao bắt bạch thủ tinh là sao tài lộc nó đáo tới phía đông gặp sao số 2 ở đó nó là khỏe xiên địa bác sơn địa bác ở đây là thổ vượng làm cho bàn cung mộc ở đó không có lợi khi ở đây sơ đấy mắc là không lợi cho trẻ nhỏ học hành thì xa suốt gia đình vì chuyện nhỏ mà xé ra to từ mâu thuẫn nhỏ lại thành ra phức tạp vì lợi ích cá nhân bởi nó liên quan đến tiền bạc đấy vì lợi ích cá nhân liên quan tiền bạc về kinh tế mà sinh ra mâu thuẫn trẻ nhỏ trong gia đình sẽ dễ ương gàn và bảo thủ và cố chấp nó không được những cái mà như mong muốn cuối cùng à, trong cái nhà hướng đông đấy thì trong cái tháng này này mọi thứ nó không không, phân minh rõ ràng chính tà lẫn lộn tiểu nhân hại quân tử tháng này người mẹ dễ lo âu và buồn phiền không lợi cho người tuổi mão và người mệnh sao tam bích ở kênh số 3 cuối cùng là chúng ta xét đến hướng đông nam hướng đông nam sau cửu tử hỏa tinh đáo tới gặp tam bích Mộc tinh là sinh xuất tuy nhiên tam chín ba gặp nhau là nó biến thành quả hỏa lôi phệ hạp tốt cho vấn đề học hành tăng dễ thăng quan tiến chức thuận lợi cho hôn nhân lợi cho vấn đề mang thai, sinh con quý tử, vân vân. Lợi về vấn đề học tập và tình yêu, mọi việc nhưng mọi việc nên sáng suốt cho rõ ràng, có cương, có nhu xử lý công việc, có cương, có nhu. Người khác mắc lỗi thì phải mở đường khoan dung, đừng quá câu lệ, bắt bẻ và lên dĩ hòa vì quý thì mọi sự tất an. Bệnh liên quan tới mắt, tim, huyết áp, gan, mật tay chân và trong công việc nên trong công việc ấy, nên tạo uy tín trong làm ăn để có thể phát triển lâu dài tóm lại trong tháng 9 âm lịch chỉ có duy nhất đấy nhà nhà hướng đông và hướng đông nam là tương đối ổn còn các cái nhà khác và hướng nhà khác bất lợi. Thứ nhất là đặc biệt xấu là nhà hướng tây bắc thì khu vực này chúng ta nên dùng vật kim loại như chuông gió hoặc hồ lô để hoặc là kỳ lân, à, tỵ hưu bằng đồng để hóa giải. Cái thứ hai là khu vực phía nam, phía nam thì chúng ta cũng có thể đặt tiền lục đế hoặc vật kim loại như chuông gió, hồ lô bằng đồng để hóa giải phía tây nam thì nên dùng nước để hóa giải bớt sao phát xích kim tinh đi phía đông bắc <laughs> phía đông bắc ấy thì nên dùng các cái dạng nước xà phòng nước muối để hóa giải hoặc là có cái, cái biện pháp mà khắc chế là cũng bằng cái kim loại tuy nhiên ở cái khu vực này tránh để những cái gì mà mang tính thủy ý, vị ở phía đông bắc thì lại càng thúc cho con sao số 4 và con sao số 7 nó lên đặc biệt là cái hướng tây bắc là các bạn phải hóa giải cho nên ở cái khu vực phía phía, phía phía tây thì tuy nó là tam bích mộc tinh nó đến Đấy. thì ở cái khu vực này chúng ta cũng hạn chế để nước ở cái khu vực này để tránh cái trường hợp là kích cái con sao tam bích một tinh con sao thị phi nó lên giúp cho tài vận của chúng ta nó ổn định và tránh được những cái điều thị phi điều tiếng khó lương hôm nay là tôi cũng phát cái cái clip họa phúc các cái tháng trong tháng 8 các thứ nhà và các tổ ấy hy vọng từ đó các bạn cũng gợi bạn đục khơi trong rút ra được những cái bài học và kinh nghiệm theo năm tháng chắc chắn là các bạn cũng có thể là tránh được những cái điều không mong muốn giúp các bạn trong gia đình ổn định hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo